Giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2024, giá lợn tăng kỷ lục, chợ đầu mối cắt mốc 73.000 đồng trên cân. Thời gian qua, các đợt báo lớn, đặc biệt là báo số 3 và báo số 4, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi, khiến người tiêu dùng lo lắng về nguy cơ thiếu hụt thịt lợn trong thời gian tới. Theo ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tại có khoảng 22.000 con gia súc và hơn 3 triệu con gia cầm đã bị thiệt hại do lũ lụt Tuy nhiên, với tổng đàn lên tới hơn 30 triệu con gia súc và hàng trăm triệu con gia cầm, thiệt hại này không gây ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung thực phẩm. Với những tổn thất từ báo lũ và nhu cầu thịt lợn tăng lên trước Tết, giá heo hơi đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc ghi cầm ở Hà Nam đã cho biết rằng trong hơn một tuần qua, giá heo hơi đã tăng từ mức 67.000 đến 68.000 đồng lên tới 70.000 đến 73.000 đồng trên cân. Lượng heo hơi về chợ đầu mối chỉ đạt khoảng 60 tấn, giảm hơn 40% so với cuối tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhiều trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề từ bão lũ, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về nguồn hàng. Dưới đây là thông tin cụ thể về giá heo hơi được thu mua tại các vùng miền trên cả nước tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2024. Hà Nội, 69.000 đến 71.000 đồng trên cân. Hải Dương, 69.000 đến 70.000 đồng. Thái Bình, 69.000 đến 70.000 đồng trên cân. Bắc Ninh, 68.000 đến 70.000 đồng. Hà Nam, 68.000 đến 69.000 đồng trên cân. Hương Yên, 69.000 đến 71.000 đồng. Nam Định, 68.000 đến 69.000 đồng trên cân. Ninh Bình, 67.000 đến 68.000 đồng. Hải Phòng, 68.000 đến 70.000 đồng trên cân. Quảng Ninh, 68.000 đến 69.000 đồng. Lào Cai, 68.000 đến 71.000 đồng trên cân. Yên Bái, 68.000 đến 70.000 đồng. Hà Giang, 68.000 70 000 đồng trên cân. Giá heo hơi hiện đang ở mức cao kỷ lục, điều này không chỉ cho thấy sự khan hiếm của nguồn cung mà còn phản ánh nhu cầu thực tế từ thị trường. Chính vì vậy, các chủ trang trại và người tiêu dùng cần theo dõi sát sao tình hình này để có những điều chỉnh phù hợp trong kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của mình. Đảm bảo duy trì chăn nuôi, phòng dịch bằng vua sát trùng để bảo vệ năng suất. Bác sĩ Phạm Xuân Trịnh cảm ơn anh chị em đã theo dõi.